Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và iOS 13 thì khoảng vài tháng rồi mới ra mắt. Tuy nhiên thì Điện Thoại Vui TV cũng đã được trên tay trước cái bản iOS 13 này rồi. Damn! Thực ra thì mình xong đó. Tuy nhiên thì những cái thông tin về iOS 13, những cái tính năng ở trên cái phiên bản này cũng đã được tiết lộ, cho nên là những cái lập trình viên họ đã xây dựng lại những cái tính năng này dựa trên những cái tin đồn. Và ở đây mình có một cái chiếc iPhone 7 Plus và mình sẽ cho các bạn xem nó có iOS 13 đó là gì. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có Dark Mode nè. Đó, như mình sẽ cho các bạn xem. Đây, ở trong phần cài đặt nó đã có Dark Mode. Mình không kể tới những cái phần ví dụ đảo ngược màu và đó. Và chúng ta có Dark Mode trên toàn hệ thống luôn. Tất cả những cái ứng dụng đều có chế độ màn hình tối. Tiếp theo là một số ví dụ như là đó, tăng giảm âm lượng thì sẽ được thu nhỏ lại dưới một cái dạng pop-up nào hơn, nó không có chiếm diện tích nhiều. Ok, thì ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta có thể trải nghiệm được iOS 13 trên iOS 12. Và một cái điều đặc biệt đó chính là cái thiết bị của bạn phải có jailbreak thì chúng ta mới làm được cái công việc này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên để các bạn có thể trải nghiệm iOS 13 ngay trên cái chiếc iPhone 7 Plus của mình, đó chính là cái thiết bị của bạn sẽ phải jailbreak. Đó, đây là một cái điều kiện mà bắt buộc để các bạn có thể trải nghiệm trước được iOS 13. Và tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau khi jailbreak xong chúng ta sẽ thêm những cái tweak, những cái suột vào ở trong CDA. Đây, mình sẽ trigger vào CDA. Và sau khi mà các bạn vừa mới jailbreak xong thì các bạn sẽ nâng cấp các cái gói thiết yếu để chúng ta có thể cài đặt được tweak và chọn vào xác nhận. Các bạn sẽ đợi một tí đó để cho CDA của chúng ta nó có thể chạy và tải về những cái gói ứng dụng thiết yếu mà các bạn còn phải cập nhật. Ok, xong và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại CDA và các cái thay đổi này thì các bạn sẽ chọn và nâng cấp cho mình luôn. Bất kỳ một cái thay đổi nào ở trên CDA mà khi các bạn vừa mới jailbreak thì các bạn sẽ cập nhật cho mình để nó có thể đảm bảo cho chúng ta hoạt động một cách ngon lành nhất nhé. Ok, sau khi đã khởi động lại xong thì tiếp tục một lần nữa các bạn sẽ truy cập cho mình vào CDA. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình vào các nguồn và chọn vào sửa. Ở phần sửa các bạn sẽ chọn cho mình vào thêm và sẽ có cái dòng chữ là http://. Và tiếp tục các bạn sẽ copy cái đường link mình để ở bên dưới phần miêu tả của video, mình có để cái chữ suột đó thì các bạn sẽ copy và dán vào. Và ở đây thì mình không có copy được cho nên là mình sẽ bấm luôn repo. Xong, sau khi các bạn đã xác nhận là chúng ta đã ghi đúng nguồn rồi thì các bạn sẽ chọn cho mình vào thêm nguồn. Ok. Ok, trở lại CDA. Rồi, xong cái nguồn mà mình vừa thêm nó nằm ở đâu? Ở đây, Patrick. Đó. Và sau khi các bạn đã cài cho mình xong cái nguồn là repo Patrick thì tiếp tục các bạn sẽ cài tiếp cho mình hai nguồn nữa là Hack Your iPhone và Xerox Repo. Thì mình cũng đã để hai cái đường link này ở bên dưới phần miêu tả của video luôn. Thì các bạn sẽ cài cho mình tổng cộng là 3 suột để chúng ta có thể tải về tất cả những cái trick mà các bạn cần dùng nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tải trick thôi và cùng tham khảo nhé. Trick đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho bạn đó chính là Notic 12. Và khi các bạn truy cập vào Notic 12 thì chúng ta sẽ có một cái kiểu giao diện đen Dark Mode đó, full hệ thống như thế này. Như các bạn có thể thấy, phần cài đặt của mình đã màu đen. Tiếp tục mình sẽ truy cập vào phần tin nhắn cũng màu đen luôn. Đó, và nó rất là xịn sò đúng không? Và tiếp tục và vào Safari thì cũng tương tự như vậy. Và cái giao diện đen này nó đã hiển thị toàn hệ thống cho mình rồi, chứ không nhất thiết là một vài ứng dụng nào đó. Thì đây là cái trick đầu tiên mình muốn giới thiệu cho bạn. Trick thứ hai mình muốn giới thiệu cho bạn đó chính là Video Hub. Thì với Video Hub khi chúng ta tăng giảm âm lượng thì nó sẽ dồn lại một cái pop-up ở phía bên tay phải như thế này thôi. Nó không có chiếm một cái diện tích lớn như lúc trước mà ở trên những cái phiên bản iOS khác nữa. Đó, như bạn có thể thấy rất là tiện lợi, mình tăng giảm âm lượng nhìn lên đây cái là phát thấy luôn. Ok, xong trick thứ hai. Trick thứ ba mình muốn giới thiệu cho bạn đó chính là Better CC. Thì với Better CC các bạn có thể thay đổi được cái bảng Control Center và các bạn cũng có thể sử dụng Bade Touch để chúng ta có thể chạm vào những cái icon như thế này để chúng ta có thể sử dụng được rất là nhiều, tùy biến rất là nhiều, rất là hay. Và nó sẽ gom lại một cái dạng pop-up ở phía trên này thôi. Tweak tiếp theo mình muốn giới thiệu cho bạn đó chính là chúng ta sẽ thay đổi được cái hiệu ứng cắm sạc. Và bây giờ mình sẽ mượn một cái dây sạc và mình sẽ cắm vào nha. Đây, như bạn có thể thấy iPhone 69%. Đó, nó sẽ hiển thị lên cái mức sạc và cái tên thiết bị mà các bạn đang sạc. Đó, cũng tương đối là hay, một cái trick khá nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là hay. Đây. Ok, và xong.
Và trick tiếp theo mình muốn giới thiệu cho bạn sẽ dành cho những bạn nào mà thường xuyên hỏi mình ở anh ơi, khi chúng ta truy cập vào một cái ứng dụng thì có cái cách nào để sử dụng Touch ID để mà bảo mật cái ứng dụng đó hay không. Thì khi mà các bạn jailbreak chúng ta sẽ làm được, ví dụ như ảnh khi mình truy cập vào đó phải có Touch ID thì mình mới truy cập vào được. Tiếp theo vào cài đặt thì cũng tương tự như vậy, và tùy thuộc vào cái ứng dụng mà các bạn cần bảo mật thì chúng ta sẽ thiết lập ở trong cái phần này đó, siêu đây đó, thì các bạn sẽ lock kick app, các bạn chọn app nào đó chúng ta cần lock thì các bạn sẽ lock lại. Nói chung là tùy thuộc vào các bạn. Và các bạn sẽ nhớ cho mình một việc, bất kỳ một cái thay đổi gì các bạn cũng sẽ phải nhấn cái phím break screen này thì nó mới hoạt động một cách ngon lành được nha. Ok, cái trick cuối cùng mình muốn giới thiệu cho bạn đó chính là cái Siri của chúng ta nó sẽ được thu nhỏ lại chứ nó không full màn hình như lúc trước nữa. Ví dụ mình nói hey Siri, đó, nó sẽ thu nhỏ lại như thế này chứ nó không có full màn hình như lúc trước. Đó cũng tương đối là hay, và các bạn sẽ ra lệnh giọng nói ngay ở cái pop-up này luôn. Đó, rất là tiện lợi. Và thông qua cái bài hướng dẫn của mình thì mình hy vọng rằng các bạn có thể trải nghiệm được một số những cái tính năng mới và đã được tiết lộ trên iOS 13, và cũng như là chúng ta sẽ hiểu hơn về những cái tính năng này mà Apple sắp mang tới trên những phiên bản tiếp theo. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và nếu như thấy video của mình hữu ích đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Bu TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và những bạn nào mà chúng ta chưa biết cách để có thể jailbreak được trên cái phiên bản iOS 12 này thì hãy click vào đường link mình để ở phía bên tay phải màn hình của các bạn. Thì mình đã làm một cái bài hướng dẫn rất là kỹ càng rồi, và các bạn hãy click vào đường link đó để chúng ta có thể tiện tham khảo nhé.